Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh Trịnh Phát ngày hôm nay mùng 13 tháng 5 năm 2019 và sau đây là bản tin tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam à, Đầu tiên thì chúng ta tới với tình hình thế giới trước đi, ngày hôm nay thì mình thấy cũng tương đối có nhiều dấu hiệu khả quan cho thị trường ha Tổng phiên đóng cửa phiên hôm thứ Sáu vừa rồi thì Dow Jones tăng 0,44%, tương đương với lại 114 điểm. Các thị trường ngày hôm nay đang mở cửa đang cho những cái sắc đỏ, nói chung tương đối đồng nhất, nhưng mà mức độ đỏ nó cũng nằm ở một cái cái cỡ vừa thôi, ờ, không nhiều lắm. Ngày hôm nay thì anh sen tăng anh dữ liệu của mình tại sao lại là tăng 0,84% cái này để mình xem lại ha còn Nhật Bản ngày hôm nay giảm 0,79%, rồi thì à, Hàn Quốc ngày hôm nay giảm 1,38%. để cái Hansen này mình để mình xem lại. Ờ, tại mình nhớ là hình như là hôm bữa là đã tăng con số này rồi ha. Nhưng mà bây giờ tạm thời các thị trường đang mở cửa thì cho cái sắc đỏ như vậy nó cũng không được tốt lắm. Chúng ta sẽ đến với lại phần đồ thị ha. Thị thì bây giờ mình dùng luôn cái này rồi đầu tiên sẽ là Dow Jones Trường hợp của Dow Jones thì chúng ta thấy là có một phiên uh, giảm đúng về cái hỗ trợ ở khu vực 25.470 sau đó bật lên lại. Vậy chúng ta thấy là cái uh, những cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự mà chúng ta dùng trong cái phần uh, cái, cái, cái phần uh, tín hiệu hk stock thì nó cũng có một chút gì đó là là có tác dụng ha chưa biết là nó, ngày bữa sau nó ra ra sao nhưng mà ừ, cái tín hiệu này của mình nó khác với những cái đường EMA tuy nhiên thì thế giới thì họ đánh hình như có dính tới cái đường này đây là nó có những cái tác động nó cũng chính xác ha hiện tại bây giờ là Dow Jones uh, miệng thì nói vậy nhưng hiện tại giờ không có dòng tiền để mua không có rồi chưa có dấu hiệu tạo đáy như vậy thì hiện tại Dow Jones rất có nhiều khả năng Uh, sẽ rớt qua cái đường 25.400 này và khu vực hỗ trợ phía dưới nó sẽ là 24.332 hiện tại rút bóng đến lên thì chúng ta sẽ có những cái uh, vị trí như là 26.082 chỗ cái đường màu xanh này nè thì là cái chỗ đầu tiên nó sẽ kháng cự ngược lại với lại Dow Jones ha tiếp theo chúng ta đến với lại Hansen về Hansen thì chúng ta thấy là có dấu hiệu không có tích cực bằng ngày hôm trước thì đang có những cái tăng ngược lên lại ha sau đó thì rớt xuống và lụng cái hỗ trợ bây giờ bắt đầu là đang lên sinh ở những cái hỗ trợ thấp hơn thì đây khu vực hỗ trợ này bắt đầu có vẻ là cứng hơn và ở khả năng xoay quay rồi nếu mà rớt thì chúng ta sẽ rớt về 27.500 cái phần phẳng này ha ờ, và khi tăng lên thì chúng ta sẽ quan sát khu vực 29 tới 29 29.000 tới 29.200 là những khu vực mà bắt đầu nó có những kháng cự ngược lại đối với lại của thị trường hành sen. Nếu mà vượt qua được 29.200 cũng như là có thể tạo nền trên 29.000 thì chúng ta sẽ có được những cái kỳ vọng tiếp theo có thể tăng điểm. Ờ, quan điểm của mình là nó vừa giảm xong thì nó cũng chưa có tăng được lại đâu Nếu nó hồi thì chỉ hồi về lại 29.000 thôi Tiếp theo chúng ta đến với lại giá dầu. Uh, giá dầu thì hiện tại đang ở 62.47 uh, 62 đô trên một thùng. Uh, đã có dòng tiền quay lại với giá dầu. Khả năng những ngày tiếp theo thì giá dầu thiên về vấn đề test khu vực 63.2. Nếu như vượt được 63.2 và tạo nền ok thì giá dầu sẽ có những cái đợt tăng mới tiếp tục cái quá trình tăng điểm của giá dầu ha nói chung là hiện tại bây giờ đang tích lũy nhưng mà hơi tiêu cực chút xíu ha ok chúng ta đến với tình hình chống nước thôi coi tình hình chống nước cụ thể nó như thế nào ngày hôm nay thì VN Index của chúng ta tăng 0,63% tương đương với lại 5,99 điểm Vậy 6 điểm đó ha Lên 558.54 điểm Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là 4.500 tỷ Trong đó có 1.900 tỷ là thỏa thuận Tổng khối lượng giao dịch là 232 triệu cổ phiếu Có 162 mã tăng, 128 mã giảm và 59 mã tham chiếu vậy thì qua cái thông số index chúng ta thấy là về số lượng mà tăng hôm nay có những cái sự lấn áp và về cái những cái mạ giảm về cái khối lượng giao dịch thì chúng ta giao dịch ngày hôm nay khoảng cỡ 125 triệu cổ phiếu về cái giá trị giao dịch thì ngày hôm nay chúng ta giao dịch à, à, đâu đó khoảng cỡ 2.600 tỷ à, khoảng 2.600 tỷ rồi với mức tăng như thế này thì tất cả mọi thứ mình cảm thấy nó có một cái vấn đề nó tương đối hợp lý thôi, không vấn đề gì cả ha, trường tăng vậy là tốt, ừ, khối lượng nó cũng không có xây thay đổi nhiều thôi, vậy thì nó nó chưa gọi là những cái gì đó rõ ràng cho vấn đề bứt phá để có thể kéo dài hơn, tuy nhiên thì đây là những cái nỗ lực tương đối là có sự đồng đều, không có gì nó nó quá là 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 che giấu thì là cái vấn đề gì đó ở đây nó hơi tương đối thuận cho vấn đề chúng chúng ta bắt đầu gom để tăng cho một cái cái thời hạn ha rồi đóng góp vào chỉ số tăng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là upcom có vgi ngày hôm nay đóng góp vào 0.2 hx thì không có oc thì ngày hôm nay có vài con như là vinamilk đóng góp vào hai điểm vinhome đóng góp vào một điểm uh, bidv đóng góp vào 0.7 rồi thì bảo việt hôm nay đóng góp vào 0.6 BOW ngày hôm nay đóng có vào 0.5 nhưng mà tin ra rồi thì cũng không ủng hộ lắm ha. Rồi chúng ta đến với một số dòng cổ phiếu thôi, coi các dòng cổ phiếu ngày hôm nay làm năng ra sao. Uhm, mấy bữa vừa rồi thì mình có bận một số công việc cũng như là cái của uh, mình có một chút lỗi về kỹ thuật của cái cái, cái để mình like nên là mình hai ngày vừa rồi không có like được không like được cũng không làm bản tin, không làm bản tin được. Nên tất cả các anh chị thông cảm. Rồi thường thì mình nguyên một năm vừa rồi thì mình không không có để mất một ngày nào hết. nhưng mà năm nay mình đã mất hai ngày rồi, hai ngày là không có làm gì rồi. còn các ngày còn lại thì mình vẫn làm ổn định ha. Ờ, mình sẽ cố gắng là đều, các anh chị yên tâm ha. còn người nghe là chúng ta sẽ còn cố gắng ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại dòng ngân hàng. Đối với dòng ngân hàng ngày hôm nay sắc xanh tương đối đồng đều với lại tương đối nhiều ha. Ngày hôm nay chúng ta có thể kể tới như là BIDV tăng 700 đồng. Rồi thì có TBB tăng 400. Rồi thì HD băng tăng 400 đồng. Ha? Rồi các cổ phiếu khác cũng tăng. VCB ngày hôm nay tăng được 300 đồng. Nói chung cũng tương đối ổn ha. Ở dòng ngân hàng hôm nay đóng góp vào chỉ số xanh ngày hôm nay chỉ có EB rồi giảm thôi còn nhiều là mình thấy cũng ổn định tiếp theo chúng ta đến với lại dòng dầu khí dòng dầu khí thì có vẻ tệ hơn ngày hôm nay chỉ có mỗi Bw tăng được 650 đồng BSR tăng 300 đồng rồi ngày hôm nay thì gas giảm 1.300 rồi thì BLX giảm 500 Đó, chứ không có gì đặc biệt lắm còn BVD buổi sáng xanh chiều nó còn quay ra nó giảm nữa ha Tiếp theo chúng ta đến với lại dòng bất động sản. Đối với dòng bất động sản thì chúng ta thấy nhà Từ Liêm ngày hôm nay trần Con này thích trần sàn quá ha. Rồi, rồi, tiếp theo chúng ta thấy là Vinhome ngày hôm nay tăng ngàn. Rồi thì KBC tăng 450 đồng. Rồi thì VRE tăng 650 đồng. đó là những cổ phiếu đóng góp và chỉ số tăng. Về phần giảm thì chúng ta thấy là không đáng kể lắm. Mức độ giảm rất yếu. Long Điền ngày hôm nay giảm uh, 320 đồng nói chung không có gì giảm nhiều ha chỉ có dòng dầu khí nó hơi xấu chút xíu thôi mấy dòng kia mình thấy ok tiếp theo chúng ta đến với lại dòng chứng khoán có một cây tăng như vậy thì dòng chứng khoán đã có những dấu hiệu khởi sắc gì hay chưa thì chúng ta sẽ theo dõi ha ờ, có sắc xanh ngày hôm nay thì HCM tăng 650 đồng rồi thì SHS tăng 300 đồng về mặt giảm thì chúng ta thấy là VCI giảm 500 rồi thì IBC giảm 450 SSI ngày hôm nay thì xanh nhẹ tăng 0.15 ok tiếp theo chúng ta đến với lại dòng tổng hợp hình như hôm nay SHS nó có muốn tăng theo kiểu rất ao mọi người cũng có thể chú ý xem thử như thế nào nếu như nó có điều chỉnh lại mà nó không giảm sau thì có thể là cái điểm gánh vô mình không mua mình chưa chưa có dự động gì tới con đó hết với ao là cần rõ ràng chút xíu thôi rồi cuối cùng chúng ta đến với lại dòng tổng hợp thì xanh đỏ là có ha Xanh đỏ có nhưng mà mức độ xanh có vẻ nó tích cực hơn Ngày hôm nay Vinamilk tăng 3.800 đồng Rồi thì uh, HVN tăng 1.000 Rồi thì uh, BVH tăng 2.800 Tiếp theo thì FPT tăng 500 BNZ cũng tăng nhẹ VHC, VCS, Vietjet mỗi con tăng 600 đồng Chắc là rủ nhau tăng đây cpt ngày hôm nay giảm 2.700 ha rồi thì hòa phát giảm 800 rồi thì masan giảm 800 ok rồi như vậy thì sau khi đi qua năm dòng cổ phiếu thì chúng ta thấy là riêng cái dòng dầu khí thì có những cái áp lực đối với thị trường còn lại các dòng khác đang có những sự nâng đỡ và giúp cho thị trường nó tương đối khả quan hơn à, chúng ta sẽ đến với lại phần sửa cổ phiếu à, không phải sửa cổ phiếu mà sửa những chỉ số chính đồ thị ha để chúng ta sẽ xem xét là nó cụ thể nó như thế nào Trước khi đến với phần đó thì mình cũng uh, coi cái phần mà 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 mua rồng của khối ngoại ha Không làm mấy bữa là quên hết, quên các bước luôn Ngày hôm nay thì Hose uh, uh, bán uh, 116 tỷ, bán rồng 116 tỷ ha Giá trị bán rồng thì uh, nó cũng chia đều thôi chứ không có gì đặc điểm uh, gì mạnh mẽ lắm hai Hagedip thì uh, bán rồng tới 298 tỷ 298 tỷ tập trung chủ yếu vào VGC là 260 tỷ Đó. À, à, 298 rồi cho 300 đi là bán rồng hết 260 tỷ là là VGC rồi ha tiếp theo Upcom thì ngày hôm nay bán rồng 13 tỷ ha. À, rồng 13 tỷ thì chắc cũng không không có gì nhiều lắm ha 310 410, 420, 425 à, Gần 430 tỷ Ngày hôm nay thị trường bán rộng gần 430 tỷ ha Bán tương đối quá mạnh ha Đến Trên toàn thị trường rồi Sàn nào thấy nó cũng bán rồi ha Ok Chúng ta sửa đồ thị thôi thì trước khi đến với phần đồ thị thì mình xin gửi lời cảm ơn tới uh, hai hai bạn ha một bạn thì uh, có mời cà phê mình uh, vào tuần rồi uh, số tiền là 100 uh, ly cà phê 100k uh, nội dung là cuối tuần xin mời bạn ly cà phê nhé và không có để lại thông tin nên là mình cũng không biết ai luôn chị có cái IPvCB gì đó 11 100 5190569887001 nên các bạn nếu mà cái số này của bạn thì bạn sẽ sẽ biết ha rồi xin gửi lời cảm ơn bạn ha rồi tiếp theo thì có anh anh tiến ha anh tiến thì có gửi hai cái thẻ cào một cái thẻ 200 một cái thẻ 300 à, một mình tiến không là hết năm sị ly cà phê ha. tương đối cái này uống ở lầu à Uh, Bitco cũng chưa chưa mất tới cả đó ha thì uh, cũng cảm ơn anh uh, rất là nhiều uh, anh cũng là một uh, trong những người uh, đang uh, muốn đi theo con đường uh, Ichimoku chúc cho anh thành công nhé rồi chúng ta quay lại chương trình thôi uh, đầu tiên chúng ta sẽ nói về VN Index VN Index thì uh, theo dự, theo cái cái sự tính toán của mình đó ờ, với lại uh, gọi là dự đoán của mình đi chính xác dự đoán thì nếu như cái, uh, các anh chị có coi chương trình của mình thì cũng biết là từ cái khoảng uh, thời gian trước thì mình đã tính khoảng cỡ một tháng là chúng ta sẽ sẽ kết thúc và vừa rồi thì cuối tuần rồi thì mình có tính uh, uh, thứ năm mình như là ngày thứ năm gì đó mình có tính là sẽ uh, khoảng cỡ chiều thứ ba chiều thứ ba cũng như là có đăng trên f 319 là chiều thứ ba thì chúng ta sẽ có những cái sự tăng điểm lại và cái này nó sẽ kéo dài khoảng trong tuần hoặc là tới ráng lắm là coi như là thứ hai tuần sau thì nó sẽ có những cái dấu hiệu điều chỉnh lại thì chúng ta có khả năng là chúng ta sẽ đủ đánh T3 thứ sáu chiều thứ sáu hoặc là là chiều thứ hai thì bắt đầu nó sẽ có những dấu hiệu nó khựng lại vậy thì chúng ta sẽ xem xét chúng ta xem xét coi Uh, ví dụ như ngày mai vô hàng thì mình thấy có khả năng là bay là là ngày cuối vô hàng. Uh, uh, bản thân mình với lại bên uh, các anh chị em trong trung kính thì chúng ta đã vô hàng từ uh, cái đây uh, ngày thứ năm ngày thứ sáu và ngày hôm nay của mình có thông báo là có vô hàng được ngày thứ hai và ngày thứ ba nữa. Đó là những cái dự báo dự báo của mình ha. Thì đây mình cũng gửi cái dự báo này đến tất cả các anh chị em đang xem chương trình cũng như là ủng hộ. Uh, cái cái, cái cái kênh uh, chính phát cũng như là ủng hộ hiệp ha rồi cảm ơn uh, mọi người thì cái thông tin này nó cái cái dự báo này nó cũng có thể có có đúng có sai nhưng mà các bạn cũng vẫn phải cho mình nói ha mình nói thì uh, nói nhiều thì nó sai nhiều nó mới đúng được ha nhưng mà bữa giờ thì chưa sai lần nào nhá bữa giờ chưa sai lần nào hết từ tháng 3 tới giờ là chưa sai lần nào hết ok về vn index thì thì vậy thôi chúng ta có thể mua Ờ, quan trọng chúng ta chọn cổ phiếu nào thôi bắt đầu nó có dòng tiền vô, điểm mua thì chưa có nha nhưng mà dòng tiền thì có vô trong VN Index đó là cái tình hình là đã vậy nên nó sẽ cho phép chúng ta chạy được uh, uh, 5-7 ngày gì đó ok T3 thì ok nhưng ngày mai là ngày cuối cùng vô hàng thì nó hợp lý hơn Tiếp theo chúng ta nói về VN30 trường hợp vn30 thì đã có dòng tiền vô nó hơi lận khẩn chút xíu khả năng dòng tiền nó nằm ở mức thấp thôi à, tiếp theo thì uh, điểm mua thì chưa có uh, đáy thì cũng chưa có thì uh, vn30 nó cũng giống hơi hơi giống vn index uh, khu vực mà chúng ta thấy là kháng cự tiếp theo nó sẽ nằm ở 898 như vậy thì cho là 900 đi 898 900 khả năng khu vực 900 sẽ là khu vực cản tiếp theo của vn30 index nếu như nó quay lại thì chúng ta quan sát khu vực đó ha rồi chúng ta đến với lại phát sinh thôi thì Thị trường cho phép chúng ta có thể đánh T3 Nôm ra là vậy là được rồi thì Thường á, trước khi mình đầu tư cổ phiếu nào Mình sẽ xem xét thị trường có cho phép chúng ta đánh hay không Ví dụ như khi mà thị trường cho phép chúng ta đánh đủ T3 Thì bắt đầu mình mới cho vô hàng à, Có nhiều cái con, con sống có thể cho chúng ta vô tới Nửa tháng, tháng là đánh T cộng là thoải mái luôn Nhưng mà trong trường hợp này á, thì thì nó nó không có cái thời gian nó không cho nhiều lắm ừ. mình đang thấy là thời gian nó không cho nhiều rồi chúng ta đến với phát sinh ha vn30 f1 m ừ, đây là phát sinh phát sinh thì quan điểm của hiệp chúng ta đánh uh, bằng uh, trên line uh, mình vẫn thích đánh mình trên line tại vì sao tại vì tại nó đang hiệu quả nhất thôi đâu có gì cái gì nó hiệu quả thì chúng ta sử dụng thôi trên này thì mất rồi ha, trên này mất thì chúng ta bỏ qua. Chúng ta có một cái trên, trên này cũng vượt qua, à, qua rồi. Chúng ta có một cái trên này đã vượt qua rồi. Chúng ta có một cái trên ở đây. À, trên đây. Ok vậy chúng ta có một trên thứ hai ở đây và hiện tại bây giờ chúng ta đang có những cái dấu hiệu là thiên về lo ha chúng ta đang thiên về lo nằm trên một cái kênh trên rồi nó thiên về lo về dài hạn chúng ta đang nằm trên như vậy nó vẫn thiên về lo về ngắn hạn chúng ta vẫn đang nằm trên như vậy vẫn thiên về lo như vậy thì chị, mình nghĩ là chỉ có lo thôi rồi như vậy thì chúng ta sẽ có những cái điểm chú ý cho ngày tiếp theo là nó nằm ở những khu vực nào đầu tiên thì chúng ta có thể nói tới khu vực 898 trăm 889 890. Vậy là chúng ta có thể uh, quan sát khu vực 890 là đầu tiên. Tiếp theo uh, chúng ta có thể uh, quan sát khu vực à uh, uh, 8 uh, 880 880 890. Và cái hỗ trợ của lần này ở khu vực 871 871 872 là khu vực hỗ trợ. Nếu mà bắt khu vực đó là chúng ta không còn kênh tăng nữa ha. Uh, còn nhưng mà khả năng nó, nó, nói chung là về khoảng cỡ khu vực 870 871 là lon mạnh liệt là ok uh, còn ở phía trên thì chúng ta thấy là có 873, 880, 890 Đó là những cái 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 con số mà ngày mai nó sẽ đánh giá vô Còn tùy là nó mở cửa khu vực nào nữa ha Nhưng mà xu hướng của chúng ta ngày mai thêm về lon Nếu như mở cửa nằm trên 870 Ờ, nào mở cửa nằm trên tám trăm bảy mươi không ok nằm cửa cửa nằm trên 870 là ngày mai là ở xin lon hết vậy ha chúng ta duyệt vậy rồi như vậy là xong rồi thì uh, cuối cùng mình sẽ nói về các cái uh, bữa giờ thì mình cũng uh, không có thời gian nhiều lắm nên là không có không có làm cái này liên tục được thì mình cũng hơi thấy uh, thiếu sót thôi. Tức là các các chỉ báo ở trong Ichimoku chỉnh phát. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc những cái mua bán của đồ thị ngày thôi. như Vậy thì mình sẽ đọc trước ha. Chúng ta sẽ có một tín hiệu mua của VPG, VBG Còn lại thì là bốn tín tín hiệu bán của CRC, DIC, HQC với lại TCH. Thì hôm nay cho mua là mua cái dữ liệu mà đồ thị ngày chúng ta có thể nắm hạn nắm giữ cho trung hạn ha trung hạn là khoảng cỡ một tháng có thể nắm giữ khoảng cỡ một tháng à, cổ phiếu mua là VBG ok vậy thì mình sẽ ngó sơ cái con VBG này, cái chút xíu ok tình hình của VBG thì nó chạy mạnh quá rồi vậy thì nếu mua thì nó sẽ có những bất lợi tại vì khu vực trên đây thì nó, nó có những cái cản ở đây thì theo uh, quan điểm của mình chúng ta nên chờ nó chỉnh thì hay hơn còn khúc nền nó bay vô thì có rất nhiều rủi ro tại nó tăng mạnh nó sẽ giảm cũng rất là mạnh thôi nó không có tạm nền nó không có chuyển giá thì bắt đầu là nó sẽ có khả năng nó giảm rất là mạnh à, như vậy thì cái tín hiệu mà mua vpg chúng ta có thể bỏ qua tại vì robot mà người ta robot có thể là cái con vpg này đã cho mua từ mấy ngày rồi chứ không phải mỗi ngày hôm nay không nhưng mà ngày nào nó vẫn cho mua thì nó tá báo tới báo lui thôi như à, vậy thì chúng ta bỏ qua trường hợp này còn lại thì hôm nay không có điểm mua nào khác ok 13 tháng 5 chính xác rồi ha rồi vậy là hết rồi ờ, chúng ta tóm lược lại chút xíu là thị trường cho phép chúng ta có thể đánh t ba ngày mai là ngày vô hàng cuối cùng à, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại nhé